Hello các bạn, hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một cái món mới, đó là mì xào không bánh lái. Có nghĩa là mì không thịt đó. Mì không có ai mà đỡ đần, không thịt thà mà chỉ có ra cái cải bơ thuyền lội sông đi qua biển, qua về miền quê thăm thăm ruộng thăm lúa nha. Đó, hôm nay mình xào món mì xào không bánh lái. Đó, đầu tiên các bạn hãy có một cái nồi giống gì nè, hay cái nồi bắt bạn cái chảo. Các bạn có cái chảo mà giống như vậy cũng được nè. Nếu mà có chảo các bạn để một cái miếng ở trên đây, rồi các bạn bỏ cái tô ở dưới, rồi các bạn bỏ mì lên trên. Đó, các bạn làm giống vậy nè, xong rồi các bạn bỏ mì lên, các bạn hấp giống như này đó, hấp. Các bạn hấp giống như hấp sôi cho nó tơ ra vậy đó. Đó, cho nó tơ rồi này, thay vì mình trụng giờ mình hấp xong lắc qua mình bỏ xuống dưới nha các bạn. Các bạn mua khoảng 4 giắt mì thôi. Mì mà mua rẻ nhất ở trong chợ. Trong chợ Á Châu, chợ Hồng Kông nó bán nguyên cái bắp kịch bự chà bá lửa đó. Các bạn hấp cho nó nở ra vậy đó, thấy không? Các bạn hấp như này các bạn, đó, xong. Rồi sau khi mình hấp xong mình làm gì, mình sẽ trụng sơ dưới nha các bạn. Đó, nước ở dưới là sôi nha các bạn. Đó, mình trụng sơ rồi mình lấy ra. Đó. Trong lúc mình hấp thì mình phải để một cái, các bạn hấp các bạn phải để một cái thau giống gì nè, cái mình chế dầu vô nha các bạn. Mình chế dầu vô cái mình trụng sơ ở dưới cho mình đổ qua bên đây nha các bạn, để cho đừng dính nha. Để mình để dầu trong cái cây này nè các bạn, thấy không? Mình láng để cho lát mình đầu tiên mình hấp bún, hấp mì. Đầu tiên mình hấp gì nè, kiểu này kiểu mớ chấn động chưa đó, mình hấp cho nó vậy này đó, các bạn thấy không? Để kéo xuống chút xíu. Đúng rồi, đây nè. Đầu tiên các bạn hấp gì nè đó, hấp xong rồi các bạn lấy, thấy nó mà nó khoảng 5-10 phút là bắt các bạn lấy ra và bắt bạn trụng xuống dưới nha, kiểu mớ chấn động luôn, ấn tượng luôn. Giờ mình lấy ra đó, mình lấy cái cây này ra cho các bạn đó, mình lấy ra mình để qua bên đây. Rồi các bạn lấy cái đồ các bạn luộc bỏ vô đây, mà các bạn trụng sơ nha, trụng lấy ra liền chứ đừng có trụng mà để lâu đó, trụng trụng các bạn thấy không, đó quấy 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 này nó, đừng có để lâu như là nó bị nhão á, mì này dễ bị nhão lắm. Rồi xong đó các bạn thấy không, đó cái mình đổ qua cái thau kế bên đó. Đây là cái thau kế bên này đó, cái thau kế bên này để nhích nhích ra chút xíu. Nhúc điểm xuống chút xíu đó. Mình trụng sơ sơ đó, đừng có để mà vô mà ngâm nha, ngâm là chết đó, không có tắm em nha. Chỉ giống như là rưới em chút xíu á, mà cái nước này chọc bỏ chút xíu muối nha các bạn đó, các bạn chỉ rưới em thôi nha. Đó, bỏ vô đây đó, bỏ vô bên đây nha các bạn. Rồi xong, cái này hình như có 3 giắt mì, không có nhiều đó. Đầu tiên mì các bạn mua về các bạn mì để các bạn banh nó ra cho nó rờ ra từng cọng á, đừng có để dính cục nha các bạn. Rồi đó, các bạn để rờ ra chứ đừng để dính từng cục. Rồi đem lên một cái chây bỏ nước vô xong rồi bỏ một chục xíu muối ở dưới cái nước á, để cho nó đừng có bị dính cọng mì đó. Nhớ cái chây giống vậy nè đó, mà khi mà để vô như vậy nè, các bạn nhớ có một cái nắp đậy lại gì rồi đó nha các bạn. Đó xong rồi mình lấy cái này ra liền nha, đừng có mà để em nha, để em là em giận nó nha các bạn. Trụng sơ sơ thôi đó, tấn công gì là xong rồi đó. Đó, tấn công này là xong đó. Cái này là coi như là tắt lửa một đứa rồi, xong các bạn tắt lửa nó nghe đó, xong rồi mình để qua bên đây nha các bạn. Đó, cái ghế cái cân chưa đó. Cái mình xớ xớ lên này các bạn thấy không, đó mình xớ xớ lên cho nó khô nha. Thì trong thời gian này mình làm gì, mình sẽ pha, mình phải pha cái nước sốt nha các bạn. Đó, cái này làm khoảng 3 giấc mì à, không có nhiều, nhưng mà rau cải xớ xớ nó lên, banh nó ra cho nó ráo, thiệt là ráo, để mình xào nó không có bị nhão. Mì này ngon lắm mà rẻ ghê á, trong Hồng Kông bán cái bịch bự chà bá lửa đó, 5 phao về nhà chia ra ăn, trời ơi cả tháng chưa hết luôn á. Đừng có mua mà lậu nhỏ nhỏ, mắc tiền lắm. Ai mà có tủ đông á, chịu khó mua về chia ra, trời ơi kêu bằng ăn chấn động lờ chà bá lửa luôn. Người nào không biết thì thôi biết rồi ha, lên làm kiểu này nè,
Đầu tiên mình cũng đâu có biết đâu, đi mua mấy cái dắt dắt á, mắc chà bá lửa luôn. Mua này lỡ muốn chết luôn. Rồi xong nha các bạn, lấy cái bếp này qua một bên coi như là xong phần đó, bắt đầu mình tới cái phần mà pha nước nha các bạn. Bây giờ mình để cái này qua một bên đó, giờ bắt đầu mình qua tới cái màn mình pha nước nha, nước sốt, gọi là nước sốt nha các bạn. Lại chút tí rồi. Đó, giờ bắt đầu mình pha nước sốt nha em. Giờ quay lại nha. Thằng này lấy ra, đâu có xài nữa đâu. Để cái chảo này cho nó sạch. Mỗi ngày mình phải nấu ăn thêm một món, mấy bữa nay mình ăn cơm và mình ngán rồi đó, nên bây giờ mình chuyển ra ăn cơm rồi rồi đi kiếm phở ăn, giống như đàn ông đó. Nó ăn cơm rồi nó chán nó kiếm phở đó, nó kiếm phở xong nó đi luôn tuốt luộc tuột luôn. Rồi xong quay qua cái vụ mà nước sốt nha các bạn, để chiếu gần lại chút xíu, chuyển ra đây nước sốt đây các bạn hãy coi nè. Đầu tiên mình dùng thứ nhất là hắc xì dầu, nó có loại là gì này đó đó, hắc xì dầu mushroom flavor, cái này ở trong tiệm nào cũng bán hết đó. Các bạn dùng cho mình một muỗng canh nha các bạn, không một muỗng cà phê chứ, chấn động chưa, muỗng canh mặn chà bá lửa luôn, muỗng ti phun hắc xì dầu, một ti phun đi phun nào, cái muỗng này cho nó lượm thử đi cha, tại nhiều thứ lắm. Đây ti phun nè các bạn nhìn không, đó chữ ti phun thấy không ta, rồi đúng rồi đây nè, ti phun là nhiêu đây nè đó, các bạn đổ cho mình một ti phun. Cái này là pha nước nó để mình xào mì á đó, một ti phun hắc xì dầu number one. Rồi năm tu là gì? Năm tu là nước tương, nước tương loại nào cũng được nhưng mà loại này ngon là các bạn, mua chai bự thì lợi hơn. Cũng một ti phun. Rồi xong. Em thứ hai. Để mình lấy cái đồ mình xin một miếng nước ấm, phải có nước ấm nữa. Ấm đây nước để vô. Rồi cái thứ hai là gì? Dầu hào. Dầu hào thì mình xài loại này đó, các bạn mua dầu hào nào cũng được nhưng mà mình thích chai gọn gọn đó. Đó. Thì các bạn cũng dùng y chang luôn, một ti phun chế vô nha con. Trời ơi, đi về bến tàu nha, qua bến phà Thủ Thiêm nha, đó xong một ti phun ghé xuống nha, đậu xuống nha con đó. Rồi tiếp tục các bạn, tiếp tục là cái đường đây đi. Đường thì các bạn dùng cho mình 2 ti phun. Ti phun đâu rồi? Đường thì nó nhiều hơn chút nha các bạn, sugar, cái này là sugar nè các bạn thấy không? Các bạn dùng đường các bạn dùng 2 ti phun đó. Bỏ vô một em, bỏ vô hai em, rồi xong em này đi ra dưới hộp xong cho nó ra xếp hàng, giống như đi ngày xưa mà năm giải phóng á, bắt đầu là đi đứng hàng mà lấy bánh mì. Trời ơi thấy thương, thấy chấn động luôn, thấy ghét luôn. Rồi tiếp tục là gì, là các bạn cho mình nước ấm nha. Nước ấm thì các bạn dùng cho mình một ti phun, đây một ti phun thôi. Mình bỏ vô mình pha loãng ra đó. Quấy quấy chút đi. Đó. Hấp dẫn chưa? Rồi tiếp tục là gì? Giấm ý thì các bạn dùng nửa ti phun thôi. Nửa đâu? Năm bầu. Nửa ti phun đây. Giấm ý là giấm này nè đó. Giấm nào cũng được. Hay dùng giấm đỏ cũng được nhưng mà cái này ai chịu khó mà. Mua cái loại này ngon lắm, chay trồ đó, giấm ý, thấy không ta? Ờ thấy nè. Đó. Người nước ngoài họ xài cái này dữ lắm, nhất là người Ý, người châu Âu á.
Các bạn dùng cho mình nửa ti phun nha, cho nó chua chua mà đậm đậm mà ngọt ngọt, nó chấn động luôn. Đó, xong, nhớ nha các bạn. Ai mà có thời gian đi tới cái tiệm này nè, tiệm này nó cũng nổi tiếng của tên trên toàn cầu, từ Cali cho tới Texas, tất cả trên các nơi trên thế giới đều có cái tiệm này nha. Cái tiệm này bán đồ organic trời ơi ngon chấn động luôn. Giá cũng ok, không mắc. Rồi cuối cùng là gì? Các bạn dùng cho mình giấm ý. Rồi xong. Giá vậy là nhiêu đây thôi. Đã bắt đầu mình chọn hình quấy quấy lên như này đó, quấy cho đều lên nha. Đấy ghét chưa thấy cần rồi đó. Đó. Thêm một miếng dầu mè. Cho một chút xíu dầu mè, khoảng nửa tea full dầu mè nha. Dầu mè là cái này nè, nó gọi là full sim season oil đó. Các bạn cho mình nửa tea full chứ không có xài nhiều, xài nhiều nó lấn át mấy cái em kia. Cái gì nó cũng tới mất chừng thôi, đừng có quá lố. Đi hố hàng lộn đường về nha các bạn. Rồi xong, bỏ em vào. Xong, bắt đầu dẹp mấy em này qua một bên. Chấn động luôn. Đó, cái phần nêm nếm gia vị của mình nè là xong rồi đó, mình để qua một bên đó. Thấy chưa, thấy thương chưa? Cái tủ này trời ơi, vô trong nhà hàng rồi của chung tạo mà ăn đi nhất là hảo hảo. Trời ơi, nó làm mấy cái nước sốt hấp dẫn, bí quyết gia truyền mà đời ông truyền tới đời con, mà nên mà ai mà biết được mấy cái món này nên cho mọi người cùng biết đi đó. Xong bây giờ mình giới thiệu về cái thành phần nước sốt là xong ha. Đó sau đó bắt đầu mình mới xào nha, cái chuyện xào nhanh lắm đó. Đầu tiên các bạn dòm nha. À, nước sốt thì gồm có thứ nhất là hắc xì dầu. Hắc xì dầu đâu rồi, là em này ha, là cái một là number one. Cái số 2 là dầu hào, đây là number two. Cái số 3 là đường là sugar đây. Đó, sugar để đây còn bên tay bự quá. Rồi tới nước ấm nha các bạn, nước ấm hay nước lạnh cũng được mà nước ấm nó tốt hơn. Rồi tới nước tương nha các bạn, nước tương đầy đó. Rồi tớ giấm của Ý nha các bạn. Rồi tớ gì biết không, giờ dầu hào mình nấu lại cái gia vị của nó là vậy đó. Đó gồm có mấy món, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, đường là 6, 7 là 7. Gia vị gồm có 7 món nha các bạn, 7 thứ. Bây giờ mình chiếu lại cái vụ mà giống như là ở trong nó gồm có gì. Đó nhất là hộp ô liu thì mình mua cái hạt ô liu mà trong chợ nó bán cái hũ này rẻ lắm, này của Walmart, nó là khoảng 6 ounce đó. Nhìn cái hạt chấn động cho đẹp lắm mà nó ngon ghê luôn nha đó. Cái thứ hai nữa là các bạn dùng cho mình cà rốt, đây cà rốt các bạn lấy 1 cup thôi đó. Cái thứ ba nữa các bạn dùng hành lá khoảng cỡ 1 cup luôn, nếu mà ai không thích hành thì nửa thôi nha. Còn hành hương, hành tây với hành là wheat orange các bạn dùng cho mình nửa cái trái, chắc khoảng cỡ 1 cup là nửa trái này nè, trái lớn nha, đó thấy chưa. Rồi tỏi các bạn dùng cho mình mấy tép, khoảng 1 muỗng canh. Rồi hẹ các bạn dùng cho mình 1 cup. Rồi các bạn dùng cho mình bắp cải là các bạn dùng 1 cup rưỡi, tại mình thích nó rau nhiều hơn đó, rau cải nha. Đầu tiên gia vị mình chiếu cái phần đó xong nha các bạn, dòm đi lại những đời mình nấu nha các bạn. Đó, nấu ăn nha, 1 2 3 nha, bắt đầu vô nha, bắt đầu chấn động vô nha. Đó, bắt bếp lên nha các bạn, mở lửa lên. Đó, bắt đầu mình mở lửa lên nha các bạn. Đó, thấy chưa, bắt đầu nha. Để xích vô, gia vị kéo xích vô đây cho dễ làm, xa quá xà bóc nó. Cho cái bếp nó nóng nha các bạn. Các bạn chế một miếng dầu chút xíu thôi, đừng chế nhiều nha các bạn, chế vô trong cái chảo nha. Đó, chế vô. Mỗi ngày mình phải nấu ăn mình giờ mình lỡ lắm chị, lỡ chấn động luôn. Không có gì bằng mình nấu ăn nó sướng, vừa vui mà vừa tiết kiệm được một đống tiền luôn.
nó nóng rồi phải không các bạn, đó nó nóng lên rồi đó, bắt đầu mình bỏ hành tây vô trước nha các bạn, đó hành tây vô, mình bỏ hành tây vô đó, rồi xong cái mình bỏ một chút xíu muối vô hành tây cho nó chấm đậm đó, các bạn bỏ một chút xíu muối vô hành tây nha, đó đó bỏ vô nha các bạn, rồi xong lấy ra. Khi mà mình xào hành tây á, mình không có để vô chảo mà mình lấy nó ra. Điện xào quá, để xuống chút xíu. Mà nó cháy vàng vàng, cái mình lấy ra liền đó các bạn. Đó, mình thấy chưa? Cái này người ta nấu lửa cao lắm. Để cho nó nóng, nó ngon, nó mì á. Người ta ưa nấu lửa cao lắm. Mở cái này lên chút xíu cho nó bay hết đó. Đó các bạn, cháy mà nó vàng vàng, các bạn lấy ra liền nha các bạn. Đừng có để vô. Đó, mình múc ra, bắt đầu mình xào tỏi. Xào tỏi mà xào gia vị nha các bạn, nó múc nó ra vậy là được rồi. Đừng cái chảo non tích nha các bạn, đừng dùng chảo inox, inox nó dính, nó dính mì á. Chảo này là chảo của Korea nhưng xài cũng ok chứ không gọi là xuất sắc nha các bạn. Mình mua cái chảo này xài chắc cỡ năm chứ không hơn đâu, nhìn cái nó có mà cái bề ngoài thôi chứ bả không có ngon đâu, bả không có chấn động đâu. Rồi sau đó cái mình bỏ tỏi vô mình xào nha các bạn, cho tí xíu dầu thôi, đừng bỏ nhiều, mỗi cái gì mình muốn chút ơi chết mẹ không quên chết bạn, bỏ vô nha các bạn, bỏ chút xíu tỏi vô nha các bạn. Ồ đó, mình xào tỏi cho thơm á. Món này trời ăn ấn tượng luôn á, ngon lắm. Tại vì là ai mà giống như mùa chay á, mình kiêng ăn thịt ăn đồ đó là bắt đầu mình bỏ vô, không phải mình nấu mua món, mình nấu mì, mình nấu không có rau có cải á, mình nấu ăn ngon chà bá lửa luôn đó, các bạn bỏ vô nha, xào cho tỏi cho thơm nha. Cái này để lửa số 5 hay số 6 hay là số 4, đừng số 4 nhỏ quá không có tốt. Cho nó thơm ấy. Đó, các bạn bỏ cho nó thơm. Sau đó là mình xào mì. Đó. Cái này bùng bùng á, ngồi ăn nó lâu lâu tự nhiên ngán thịt, ngán đồ, ngán cá, ăn kia ăn cử á, cái mình dùng cái món mì xào không bến lái. Không có bến đậu. Giống như chiếc tàu nó không có người lái á. Tại sao gọi là mì xào không bến lái, là cái người phụ nữ á, có người chồng nó là đi mất rồi nên là cái người phụ nữ không ai lái chiếc đào đầu tàu, cái người phụ nữ á, là phải một mình ên đứng lái chiếc tàu chà bá lửa luôn, bả lái khùng bả luôn, bả lái ở bên trái là bả đàn ông, bên phải là bả đàn bà, bả dỗ banh nhà lồng luôn, bả dỗ banh lụa luôn, không có cái gì mà bả không làm á, bả làm từ A tới Z, từ trái sang phải, trời ơi tội nghiệp mà thấy thương chấn động luôn, nhưng mà không sao, chuyện nhỏ. Đó, nó thơm thơm vậy, bắt đầu mình bỏ mì vô nha các bạn. Đây. Bắt đầu mình bỏ mì vô nha các bạn. Đó. Mì xào đừng có để lửa thấp, để lửa cao nó mới ngon. Đó, các bạn bỏ vô từ từ như đó. Cái này có 4 nhát mì thôi. Mình không nấu ăn, ai nấu ăn cho mình nên bắt buộc mình phải nấu. Nấu ngày nào được mình nấu mình vui không chết. Không nấu đâu có ai nấu cho mình đâu. Canh cho nó cơ ra. Bỏ vô từ từ nha các bạn. Đó. Thấy không, mình trụng mì mình đầu tiên mình hấp cái này mà chấn động luôn, ví dụ mà hấp mì đó giờ đâu ai biết ta. Chắc ít người biết vụ này lắm.
Công nhận cái này hay, cách này hay thiệt luôn á. Học được một người khác. Bây giờ mình truyền lại cho mọi người cùng biết. Đó, mình xào cho nó khô rồi đó. Thấy chưa, mình xào cho nó khô, cho nó ráo đi. Đó, rồi mình bỏ nước sốt nha các bạn. Đó, ăn ngon lắm. Trời ơi, cái này mà ăn mà có dĩa cải làng ngồi kế bên nó, trời ăn mà kia bằng quên đường về luôn, ăn mệt nghỉ luôn. Trời ơi, không biết đường ngày mai là gì nữa. Đó, thấy hấp dẫn chưa, khô quay quá. Ngày hôm qua mình chiên cơm chiên cũng khô quay, mà bữa nay mà chiên mì cũng khô quay quá. Ngon chà bá lửa luôn. Hồi nãy mình làm nước sốt đúng không? Đó, các bạn có chế từ từ vô nha các bạn. Đó. Lát mình bỏ một miếng tiêu nữa, trong mì mà không có tiêu nó dở lắm. Đó, mình chế một muỗng vô trước đó, mình chế đều đều nha các bạn. Đó, đừng có chế hết, khoan chế hết nữa. Cái mình xớ lên nha, đó, mình xớ cho mì nó thấm. Mì nó thấm vô trong cái nước tương á. Đó. Đó, nó thấm thật ngon chà bá lửa luôn. Ngon lắm. Lúc này chảo chưa có nóng, mình cầm găng tay mình chọc, mình xớ thì nó đều đi đó. Được ra ngon là ngon cái vụ này nè, ngon cái vụ trứng động này nè đó. Đó. Rồi sau đó mình để cái mì mình qua một bên này, thấy không? Mình thấy thương không? Cái mình bỏ cái bắp cải vô nha các bạn. Đó, cái bắp cải đó. Trong lúc mà mì nó khô khô cái mình ăn gan, cái mình ăn gan đi. Cái mình ăn gan mình xào 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 cái thằng này nè đó. Đó, mình xào xào cái em này nè, cái mình chế cái nước sốt hồi nãy của mình á, cái mình cũng chế vô trong đây nha các bạn. Đó, mình xào xào nè. Rồi cái hộp ô liu cũng vậy, cái mình cũng ăn gan nè, cái mình ăn gan mà mỗi đứa mà ăn gan chút vậy đó. Đó, mình bỏ vô đó. Mình xào luôn hai em mình luôn nha các bạn đó. Cái mì bên đây mình để nó đi không sao đâu, nó không có khét đâu đó. Đó, bắt đầu mình xào cái này, mình cứ mình xớ xớ lên từ từ nha các bạn đó, mình bung lên. Cái này món lạ, món độc, nó ghê. Cái hạt ô liu nhiều khi không biết ăn gì đúng không, đâu có ai biết ăn gì đâu. Giờ mình chơi kiểu này đi, trời ơi chấn động luôn, ăn hột ô liu tốt lắm. Người Mỹ họ ăn hột ô liu quá trời đó, hấp dẫn chưa đó. Ô quay mà ngon chà bá lửa luôn. Rồi tiếp tục các bạn thì bỏ cà rốt vô nha, đó cà rốt vô đó, rau củ quả đầy nhóc luôn, ăn sướng luôn. Rồi cái mình chế cái nước này tí cục nữa, chế cho tới khi hết luôn các bạn, nó chế vô, chế cho tới khi hết luôn đó. Mì xào không bánh lái này, bánh thì nè đó, hấp dẫn chưa. Dùng găng tay á, găng tay nấu á, nó chưa có nóng á, cái mình tới tơi nó cho nó nhanh nó lại nó hấp dẫn chưa. Đồ ôi ngon chà bá lửa luôn. Nó giảm lửa thứ năm lại chút xíu, đựng cao quá nó khét tí đó. Hồi nãy mình để cao cho nó nóng, bây giờ nó đủ rồi cái mình giảm lại, xong chưa có bắt đầu các bạn bỏ hẹ tiếp nha các bạn. Hẹ tiếp nha các bạn đó, rau củ quả là như vậy đó. Xong rồi tới hành tây. Hành tây hồi nãy mình lấy ra đúng không? Giờ mình bỏ ngược trở lại đó. Rồi bắt đầu cái mình bỏ hành tây vô. Hành tây nè các bạn đó. Các bạn bỏ hành tây vô. Đó, xong rồi cái bắt đầu giảm lửa là số 3. Và các bạn chế trên nước sốt cho tới khi hết nha các bạn đó. Chế hết luôn. Đó, em vô nha em đó, chế vô. Chế hết vô đó, xong. Trời ơi, quan trọng là tại vì cái nước sốt á. Người ta ăn người ta khoái nhất là cái nước sốt á. Tại sao mà nhà hàng Tàu nó bán ăn ngon và nó làm nước sốt rất là ngon, rất là ngon, chỉ bằng ấn tượng luôn. Mình mới học á. Người ta họ nào nhiều cái ăn mà ngon lắm. Việt Nam thì có món bún mắm bún này, còn mì còn nói tới mì là mấy người đó họ đứng hàng thớt luôn đó nghe các bạn đó. Đó thấy chưa, ngon chưa. Xong rồi các bạn cuối cùng cái này không có dầu mỡ nhiều, hành lá nha các bạn, hành lá vô, hành lá khúc vô, rửa khoảng nửa cốc thôi, đừng bỏ nhiều.
khoảng 5-6 cộng gì đó. Đó là món cuối cùng đó, rồi xong. Sau đó mình trình diễn văn nghệ rồi bắt đầu mình bỏ lên dĩa. Mình báo động là ok rồi, đến chết nha con, rồi xong. Mình báo động nha con đó. Cái này ngồi buồn buồn ăn đó. Có một miếng nước mắm xì dầu hay là ớt, ớt chua. Ờ đúng rồi, lát mình khoe cái hũ ớt ngày hôm qua kia mình làm đó. Đó, các bạn thấy vậy là xong rồi đó. Đó, mì nó khô queo rồi, nó không có bị cứng, nó không có bị nhão. Đó, rau củ hành hẹ, hành đồ đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Đó, xong, gọi là mì xào không bến lái, không có ai lái hết, rồi xong. Đó, bắt đầu mình để lửa lô, mình bắt đầu mình bỏ lên trên trên bàn trình diện văn nghệ nha các bạn, rồi xong. Trời ơi, nhanh dã man luôn, không có gì khó đó. Để ẹt. Vô mâm nha các bạn. Để các bạn ra xong chùm đĩa ngăn nợ xong. Để cái này qua đây với cái chai này cho nó chân chấn động. Đó. Không có nó buồn. Rồi xong, bây giờ mình lấy dĩa ra mình để. Giờ bắt đầu mình đem ra với các bạn, xong món ăn nhanh gọn lẹ dễ ăn, ăn ăn cái kia hoài ngắn chết. Bây giờ mình đổi món chứ đó, giờ mình mua cái mặt này qua đây chút xíu, rồi qua đây bắt đầu mình lấy nó ra nha các bạn. Đây cho trong cho trứng động đi đó, để xuống chút xíu. Xong. Giờ lại ăn, giờ ngon. Đó, bây giờ mình lấy mì ra nha các bạn. Mì thì nó không có nhão, nó bọng bưng, nó có queo mà ngon ghê luôn á. Đó. Đó, mì thì nó gọn mà nó khô, tại vì nó tại vì mình hấp á. Mình hấp á. Cái cách mà hấp có công nhận ấn tượng thiệt á. Hồi đó giờ mình đâu có hấp, giờ mình mới hấp lần đầu tiên trong cuộc đời luôn á trời. Nhưng mà mình thấy nó hay ghê luôn á. Hồi đó giờ mình không có hấp đâu nghe, còn là mình luộc không mà. Ở đây mình hấp cái chấn động đó. Mấy hột ô liu nè. À, nhiều khi cũng không biết là làm gì á, thiệt luôn á. Nhiều khi tự suy nghĩ ủ hộp ô liu làm gì ăn ta, phải không? Mà trong sao trong sức quay á, nó bán hộp ô liu cũng rần rần luôn á, nó bán nhiều lắm. Người ta ưa xin hộp ô liu lắm, mà tụi nó cũng hà tiện cho bá lửa luôn, tụi nó cũng đâu dám cho nhiều, mà thấy đâu có mắc đâu, dễ chấn động mà, đâu có mắc đâu. Này ta tưởng cái nho mà không phải nho nha, ô liu gọi là ô liu. Lâu lâu cái mình đổi món cho mình chứ mình ăn mấy cái kia hoài mình ngán, nếu có gì lạ lạ hay hay nên là mình dùng đủ thứ trò, đủ thứ trống hết á. Mình không làm ai làm cho mình nên mình phải tự mình làm cho mình. Đó trời ơi, có bốn giấc mì ra ấn tượng luôn. Đó, mùi ở ly rồi các bạn đó. Các bạn thấy thương thấy cưng chưa? Đó, các bạn thấy thương thấy cưng chưa? Sau đây mình chiếu sơ sơ lại công thức chứ, nhưng mà mình ghi rõ xuống ở dưới nha các bạn.
Trời ơi, các bạn chịu khó nấu ăn đi, trời ơi, lợ lắm, lợ mà tiện mà đủ mình mà có nha, tốn mà bớt một đống tiền luôn nha, lợ lắm. Bây giờ mình bắt đầu mình lấy tiêu mình rắc lên nha các bạn. Đó, mình chiếu lại cái dĩa mì nghe, chấn động cho không mà đó giờ không ai biết là mì mà có ô ly luôn nha em. Cái này là món ăn bên Ý, người Ý họ khoái cái này lắm, cái gì mà có ô ly mà có gì lạ lạ, trời ơi, họ ăn thương luôn đó. Bây giờ mình bỏ tiêu vô nha các bạn, mình rắc tiêu lên. Đó, mình rắc tiêu lên nha các bạn, đó, đẩy 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 lên, nó ngon lắm. Chiều nay về là mấy ai mà đi làm về mà thấy cái dĩa mì là thèm nó, ủa hôm nay bà lại cho tôi ăn món ăn mới nữa hả trời. Cái ông cái con cái người vợ nó, trời ơi bữa nay tôi cho ông đi qua bên Ý nha, để ông ăn món mì nha. Đó, ồ vậy hả, này có Ý hả, cái này hai ba la hai ba thứ luôn, vừa bên Tàu vừa bên Ý. Ngày hôm qua kia bà cho tôi Việt Nam đúng không, hủ tiếu xào gì đó hả, vậy ta hủ sốt trứng muối, bây giờ bà cho tôi món này nữa hả. Đó, nói chuyện nhỏ mỗi ngày mình phải đi tùm lum chứ. Đó, hôm đó cái món này là gì, nó gọi là mì xào không bánh lái hay là mì ô liu đó, thấy đẹp chưa, thấy chấn động chưa. Công thức đây nè các bạn, dòm công thức đây nè, đó chứ mấy cái màu cái mấy cái loại mà sản phẩm nó để cho nhiều khi người ta ra đường người ta không biết mua loại gì, mình chiếu cho nó chấn động nha các bạn. Đó, đầu tiên các bạn mua mì sợi thì gọi là mì vàng là các cọng mì như vậy nè, nhưng mà mua tiện nhất là mua ở trong Hồng Kông, nó bán bịch bự chà bá 5 phao, xong mà về nhà mình chia ra làm 10 bịch zip lock mình cất vô tủ đông mà nó ngon mà nó lợi lắm. Đó là một cái bí quyết mà mấy người mà ai mà hà tiện giống như xe được Minh thì nên làm nha các bạn. Đầu tiên các bạn mua mì sợi, các bạn chia ra làm mấy bịch, các bạn lấy cho mình khoảng 4 cái vắt nhỏ thôi, nếu mà vắt bự thì 3 vắt. Đó, cái thứ hai là các bạn mua cho mình cà rốt một khoảng một củ, về nhà các bạn bào ra một cúp, còn bắp cải thì các bạn dùng một cúp rưỡi tại vì mình cần rau nhiều, hành lá thì các bạn dùng khoảng nửa cúp thôi, còn hành tây là cái này là các bạn dùng nửa củ đó. Rồi hẹ thì các bạn dùng cho mình khoảng một cúp thôi đó. Còn ô liu các bạn nhớ mua cái hũ này nghe, chiếc cho rõ để mình nhiều khi người ta không biết đó. Cái hũ này gọi là Black Olive Petit. Petit là hộp nhỏ, là trái nhỏ đó, các bạn mua đâu mất tiêu rồi, nó khoảng 6 ao, không có mắc đâu, 2 đồng mấy 3 đồng mấy rẻ khùng luôn đó. Đó là phần vợ, phần này là phần rau cải. Thứ hai nữa là bắt đầu qua phần gia vị, cái này ngon là ngon cái nước sốt đó, gia vị nó gọi là hắc xì dầu. Hắc xì dầu gọi là đắt sausage cà phê, một muỗng cà phê hắc xì dầu là cái này là các bạn. Đó, chiếu lại kỹ cho mọi người cùng biết đó, hắc xì dầu mushroom flavor đó rất là ngon, vậy nó có cái màu xì dầu đó. Đó, mình muốn đậm nữa thì mình thêm, nhưng mà mình thấy vậy được rồi. Rồi cái thứ hai nữa là nước tương các bạn mua loại maji đó, loại này nè rất là ngon luôn. Rồi tới dầu hào các bạn mua chai nhỏ đi đó, cái này cũng ngon lắm đó, cái này của made in của Mỹ không ta, chắc vậy có ai làm đi. Ờ đúng rồi, cái dầu này là của made in USA, đúng rồi, của Mỹ làm nha các bạn đó. Rồi cái thứ tư nữa là gì, là đường thì khỏi nói ai cũng biết hết. Rồi giấm Ý, nếu mà ai có đi mà tới tiệm cho nó trời, không thôi dùng chút xíu giấm, mà giấm đỏ cũng được, các bạn bỏ vô cho nó chua chua ngọt ngọt đậm đậm. Rồi tiếp tục nữa là gì, các bạn dùng cho mình một chút xíu dầu mè đó. Đó là một bữa ăn ấn tượng vô cùng, các bạn hãy tự làm cho mình đây. Mỗi ngày mình phải thay đổi đủ thứ món tất tật tần tân hết, không có ai thương mình bằng chính mình đâu nha các bạn. Các bạn hãy tự làm cho mình nha. Đó là phần giới thiệu sản phẩm nha. Đó, cuối cùng màn giới thiệu sản phẩm mình xạo xạo nha, bắt đầu mình hát bậy bạ nha các bạn. Đó, 1, 2, 3 nha. Mơ hôm qua anh về thăm quê cũ, gặp em rồi lòng anh vẫn vương. Em hỡ bây giờ em ở nơi đâu, anh đây đêm nhớ đêm chờ, cầu mong sao gặp anh rồi anh đi xa quê đất khách phương chờ, lòng anh sao xuyến những ngày bên nhau. Tình xa biển rộng sông dài,
mong sao em mãi lúc nào cũng vui. Đó, cái bài hát nói về cái sự tình thương của một người thanh niên gặp một người con gái, rồi sau đó cái gặp có lần đầu tiên, rồi cái anh đó anh đi anh về của nơi anh làm việc, rồi cuối cùng cái anh không gặp được nàng ấy, bây giờ anh nhớ anh thương, rồi ở nơi ấy lúc nào anh cũng trông đợi con người em yêu dấu đó có được sống hạnh phúc không, có được vui vẻ không, đêm ngày nhớ mong. Thì cũng nhân cái dịp mà clip này mình cũng xin cảm ơn những người đã thương thương nhớ nhớ mình ngày xưa mà mình không đáp ứng được cái tình thương, mình cũng xin lỗi nha. Rồi hôm nay mình giới thiệu một món ăn với mọi người, mình cũng cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình trong chương trình vừa qua. Nếu mà có gì sai suất mong các bạn thông cảm. Thank you everybody, thank you so much. Bye bye. Sau đây mình dạo a little bit English nha. Bắt đầu tiên nha. Hello, Eribibo. How are you today? Today I saw you, Eribibo, about a little bit the Vietnam đi China. Mix together the first time you buy the noodle. Look like the noodle yellow. 1, 2, 3. Please. And after that, you buy the carrot 1 cup. Cai bắp 1.5 cup. Green onion 1 cup, hành tây 1 cup, with onion 1 cup together. And you do very easy. I show you the video already, you know. And after that, you buy the look like this. Easy. Hắc xì dầu, dark sausage, nước tương, son bia, dầu hào, oyster sauce, sugar and water warm. And basil, visa and garlic. Everything you can do yourself. Easy, very delicious. Thank you, Eddie people. Bye bye. See you again. Thank you. Bye bye. Have a good day.